Vừa qua, một nam MC của VTV đang dính nhiều tranh cãi khi có những bình luận khiếm nhã về giới tính của Hương Giang, gây bức xúc cho cộng đồng mạng. Không chỉ riêng về Hương Giang, cách đây 4 năm, nam MC này cũng từng dùng những lời không hay để nói về giới tính của Gil Lê. Cư dân mạng đã soi ra được MC VTV đã từng có một bài đăng khiếm nhã về Gil Lê. Cụ thể, khi Gil Lê đang tham gia dẫn dắt cùng Thành Trung trong một chương trình truyền hình thì nam MC này có chụp lại bức ảnh và đăng tải với dòng trạng thái thoáng quá, những hai thằng con trai dẫn show đứng cùng một sân khấu. Dòng chia sẻ này của nam MC đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều ở thời điểm đó. Nhiều người tức giận cho rằng nam MC VTV đã có bài đăng vui quá trớn. Dưới khung bình luận, nam MC này cũng khẳng định chỉ đăng cho vui, trêu chọc chứ không có ý gì khác. Ngoài ra, người này còn liên tục gọi Gil Lê bằng những từ không hay và bị đánh giá là không có thái độ tiếp nhận thông tin một cách tích cực. Trong một diễn biến gần nhất, cũng chính là nam MC này có bài nhận xét dài về Hương Giang khi cho rằng việc một người phụ nữ chuyển giới lên truyền hình và dạy những người phụ nữ khác về cách yêu và giữ lửa hạnh phúc là vượt xa giới hạn. Cụ thể, MC này đã ghi, dù gì cũng chỉ là một nam nhân chuyển giới thành nữ mà cứ ngồi sống truyền hình chỉ bảo phụ nữ cách để giữ đàn ông, chinh phục trai hơi sai và xa giới hạn, kỳ kỳ. Dòng trạng thái này một lần nữa khiến nhiều người dậy sóng cho rằng nam MC VTV đã có tư tưởng quá khắt khe trong thời đại hiện tại. Một vài ý kiến cho rằng là một MC đài truyền hình quốc gia, anh nên có cái nhìn tích cực hơn về vấn đề giới tính và tư tưởng thoáng hơn.